Ok, chào mọi người, mình là Ryan đây và chào mừng các bạn quay trở lại với series nhận định hàng ngày. Đầu tiên trong video này, chúng ta sẽ nói về một số những cái deal ngày hôm qua mà chúng ta đã thảo luận với nhau. Trong nhóm Signal ngày hôm qua thì mình có cho mọi người một cái deal là chúng ta sẽ buy vàng quanh khu vực 2478 đúng không? Và cái view thứ hai là trong video mình có nói chúng ta sẽ chờ sell quanh cái khu vực 2495 và 2500 ở trên này. Nó cũng là một cái kháng cự số tròn của chúng ta. Và ngoại trừ cái deal đầu tiên thì chúng ta đi được full TP, thì cái deal thứ hai sau khi mà giá nó chạm vào những cái vùng trên này của chúng ta ấy, thì nó chỉ đi xuống được tới quanh 2488 thôi. Thì cái deal này ngày hôm qua mình cũng đã thông báo cho mọi người là chúng ta nên chốt sớm. Và hiện tại là vàng nó đã đi lên trên tới cái vùng cực trị 2506 của chúng ta rồi. Thì khi mà chúng ta bật khung H1 lên thì mọi người sẽ thấy được rằng đây là chúng ta sẽ có hai nhịp phá vỡ chính thức đúng không? Thứ nhất là một nhịp quanh 2493 này, và nhịp thứ hai nữa là quanh 2490. Tuy nhiên là cái nhịp giảm xuống từ 2506 này ấy, thì nó chưa có quét qua được cái mốc thanh khoản quanh khu vực 2470 ha. Cho nên là trong khoảng thời gian tiếp theo thì chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng giá nó sẽ tiếp tục nó đi xuống những cái khu vực thấp hơn, và giá nó sẽ đi lên để mà retest được những cái khu vực quan trọng của chúng ta. Thế thì trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ trước tiên là chúng ta quan sát quanh cái khu vực 2506 này. Mình cũng đã thông báo cho mọi người ở trong nhóm rồi. Thứ nhất là chúng ta có một cái nhịp quét thanh khoản ở bên trái của cái đỉnh này đúng không? Rồi sau đó là thị trường nó tiếp tục nó tạo ra một cái nhịp phá vỡ. Cho nên là cái vùng cực trị này vẫn có thể là sử dụng để mà chúng ta tìm kiếm một cái lệnh sell. Và do là ở M15 giá nó đi lên và nó tạo ra một cái cấu trúc tăng với hai đỉnh và hai đáy cao dần này. Đấy, cho nên là tạm thời nếu như mà mọi người sell ở đây thì chúng ta sẽ chỉ nên là chúng ta target về bên dưới cái vùng flip của M15 là quanh 2499 này, và xa hơn nữa là chúng ta sẽ đánh về cái mốc thanh khoản của cái cấu trúc M15 này là 2491 ở đây. Đó. Xa nhất thì chúng ta sẽ đánh về đây trước ha. Còn trong trường hợp nếu như mà giá nó có thể là ăn sâu vào tới 50% của cái khối lệnh ở đây, chỉ cần giá nó sập xuống và nó ăn vào tới tầm khoảng là 60-80% của cái demand này thôi, thì chúng ta có thể kỳ vọng tiếp tục là vàng nó có thể đi xuống những cái khu vực thấp hơn như là cái kế hoạch đầu tuần của chúng ta đã nói ha, đánh xuống 2470 và xa hơn nữa là 2460. Thế còn trong cái trường hợp nếu như mà vàng nó có một cái nhịp đâm xuyên qua được cái vùng cực trị này của chúng ta, thì chúng ta sẽ chờ trên M15 giá nó có một cái nhịp đóng nến ở phía trên, rồi chúng ta sẽ sử dụng lại cái vùng kháng cự này như là một cái vùng hỗ trợ để mà chúng ta tiếp tục chúng ta buy lên. Và buy lên thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ buy về bên trên cái vùng flip này của chúng ta, ngay phía trên này là 2512 và 2515 ha. Cụ thể thì kế hoạch nó sẽ như thế này: nếu như giá nó có một cái nhịp đóng nến ở phía trên thì chúng ta sẽ chờ một cái nhịp retest rồi chúng ta tiếp tục chúng ta buy lên cái khu vực ở trên này. Đó, tạm thời thì ở M15 chúng ta vẫn chưa có một cái nhịp xác nhận giảm ha, cho thấy là đội sell nó cần phải lấy lại cái ưu thế của nó thì chúng ta mới có thể là sell xuống, hoặc là giá nó thủng lên trên này thì chúng ta mới biết là chúng ta nên buy lên. Đó, thì những cái dấu hiệu này mình cũng sẽ cập nhật cho mọi người từ bây giờ cho tới tối, tại vì ngày mai là thứ sáu và chúng ta có một cái tin non-farm rất là quan trọng, cho nên là khả năng cao là ngày hôm nay vàng nó vẫn sẽ tiếp tục đi theo cái tin dữ liệu việc làm của chốt vào ngày hôm qua ha, và khả năng cao là nó sẽ đi lên, nhưng mà chúng ta cứ chờ tín hiệu ở đây đi để mà chúng ta có một cái deal ở đây. Rồi thì đó là về nhận định của mình về vàng ngày hôm nay. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhìn về DSI. Trong những cái tập trong tập trước thì mình có nói với mọi người rằng là DSI nó sẽ có một cái nhịp giảm xuống tới cái vùng demand ở bên dưới quanh khu vực 101.3 đúng không? Thì nhờ cái tin dữ liệu việc làm của chốt ngày hôm qua thì DSI nó đã đi đúng với cái nhận định của chúng ta rồi. Tuy nhiên ấy thì vào ngày hôm qua cái lực giảm này nó quá mạnh và nó đã thủng qua được cả cái cực trị ở khung 4 giờ của DSI ha. Cho nên là ngày hôm nay thì theo quan điểm của mình thì mình thấy được ấy là khả năng là DSI nó vẫn sẽ tiếp tục cái nhịp giảm này để mà nó đi xuống cái vùng boy ở bên dưới này, xa hơn như thế này. Còn trong trường hợp nếu như ngày hôm nay ở trên H1
SSI lại có một cái nhịp phá vỡ để mà xác nhận tăng trở lại thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chúng ta bám theo cái kế hoạch của chúng ta đối với vàng. Rồi, đó là về DSI ha. Còn trong hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm một deal nữa đối với EU. EU thì nhìn tổng thể cấu trúc ở trên khung thời gian D, mọi người sẽ thấy được là EU hiện tại thì nó hoàn toàn là một cái cấu trúc tăng, đúng không? Bằng cách là giá nó đã thủng qua được cái vùng cực trị ở bên trái đây rồi. Đó, vậy thì đây nó hoàn toàn là một cái cấu trúc tăng rồi. Và chúng ta sẽ cần phải chờ cho giá nó có những cái nhịp tăng lên và nó để lại cho chúng ta một cái cấu trúc tăng ít nhất là ở M15 để mà chúng ta có thể đánh buy lên. Buy lên ấy thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta buy về cái đỉnh cũ của chúng ta quanh khu vực 1.1218 ha. Đây, ở đây. Tại vì trên khung thời gian D thì cái đỉnh này nó chỉ là một cái đỉnh tạo ra một cái nhịp hồi thôi. Còn những cái phá vỡ cấu trúc này ấy, thì nó chỉ là phá vỡ cấu trúc ở M15. Cho nên là nếu như mà chúng ta buy lên thì chúng ta sẽ buy theo cấu trúc của khung thời gian D, tức là đi lên lại đỉnh của khung thời gian D ha. Đó. Và nói về cái entry của chúng ta. Nói về cái entry của chúng ta thì ngày hôm qua thì mình đã thấy được là EU nó có một cái nhịp quét SL ở đây, một cái nhịp SH như thế này. Rồi sau đó là thị trường nó bắt đầu nó tăng mạnh lên để mà nó thủng qua cả cái vùng cực trị ở trên này của chúng ta. Đó, giá nó đã thủng qua được cả cái mốc cao này. Đồng thời thì giá nó cũng tạo ra một cái phá vỡ ở M15. Đó, cho nên là hiện tại chúng ta đã thấy được là ở M15 EU nó đã có một cái cấu trúc tăng hoàn chỉnh rồi ha, với hai đỉnh và hai đáy thấp dần. Đó, vậy thì hiện tại là chúng ta chỉ cần chờ cho giá nó retest lại cái vùng demand ở bên dưới này. Đó, mình sẽ gửi cái thông tin này vào nhóm cho mọi người. Ngoài ra khi mà chúng ta sử dụng Fibo OTE để mà chúng ta tìm cái target ấy. Đó, thì mọi người có thể là chờ chúng ta buy ở bên dưới này, chúng ta chờ buy ở bên dưới này. Mục tiêu ấy là giá nó sẽ đi xuống để mà xử lý cái mốc thanh khoản này. Rồi sau đó là retest vào cái demand rồi tiếp tục là tăng lên theo cái nhận định của mình. Đi lên quanh cái khu vực 1.1125 ha. Và chúng ta sẽ cần phải chờ ở bên dưới này để mà chúng ta enter cái lệnh của chúng ta. Ok, và đó là toàn bộ nội dung của video cập nhật nhanh ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh trong khoảng thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.